Tính đến hôm nay là 16 tháng 10 rồi, khoảng 4 ngày nữa là tới 20 tháng 10, một ngày vô cùng đặc biệt. Vậy thì đây, một bộ PC màu hồng. Hôm nay mình đã mang tới được cho anh em một bộ PC màu hồng để anh em làm quà cho người thân, người yêu hoặc làm quà cho bản thân cũng được. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái linh kiện đặc biệt để anh em có thể ráp được một bộ PC trong màu hồng giống như thế này. Đầu tiên sẽ thành phần linh kiện mà anh em vô cùng khó để chọn mua, đó chính là vấn đề main. À, anh em đừng hiểu nhầm ý mình, main anh em hoàn toàn có thể mua trên thị trường rất nhiều. Thế nhưng một cái mẫu main mà nó màu hồng như này thì việc chọn mua là vô cùng khó. Hoặc thậm chí bây giờ anh em xem video này, anh em thấy là để sau đấy khoảng một thời gian nữa anh em thích anh em mua, nhưng chưa chắc lúc đấy nó có cái main nó màu hồng nam tính giống như này. Thì cái mẫu main này là B450 Steel Legend đến từ Asrock. Mẫu main này nó chỉ dòng Steel Legend bình thường thôi, nó được sơn thêm một lớp sơn màu hồng. Thế nhưng có một điểm đặc biệt nữa, nó khác với những mẫu main Steel Legend, đó chính là trong khu vực BIOS nó cũng có tông màu hồng. Đấy, thêm một điểm thú vị. Và mình sẽ lưu ý một chút cho anh em khi mua cái mẫu main này. Đây, một số công nghệ ở đằng sau nó ghi rất nhiều thôi. Ở khu vực tản nhiệt chipset này, nó có màu hồng, có dòng chữ Steel Legend. Và nó sẽ có LED RGB, cái này thì anh em đều biết rồi. Cả khu vực I/O nữa, nó cũng có LED cho RGB. Và nó sẽ có hai khe SDMA2. Và anh em cần lưu ý khi sử dụng hai khe SDMA2 này, đó chính là nếu anh em cắm một thôi SD thì không phải quan tâm. Nhưng nếu cắm hai SD thì anh em cần phải lưu ý, khi cắm hai thì một sẽ là PCIe và một sẽ là SATA 3. Và một cái nữa, đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, anh em có thể cắm mọi thứ vô cùng thoải mái. Thế nhưng mình sẽ chỉ cắm 2 thanh RAM thôi, cắm 2 thanh RAM để anh em có thể nâng cấp kiểu lâu dài nó hợp lý hơn đấy, và phù hợp với bộ PC này, mức giá của nó không quá đắt. Thì đây là RAM đến từ ARATA, đây là RAM ARATA XPG, được bảo hành 60 tháng. Uầy, bảo hành lâu nhỉ. RAM này có bus là 3200, đây là 2 thanh RAM nhé, một hộp này đây. Đây anh em mình đã tháo ra, mình lắp ở đây cho anh em rồi. Nó sẽ có 2 thanh RAM, nó hỗ trợ đủ các loại LED luôn. Thì cắm vào nó sẽ sử dụng ok, cắm cho cả Intel lẫn AMD đều được và không vấn đề gì xảy ra cả. Nói chung ARATA là một hãng sản xuất đồ tương đối rẻ và phù hợp với đại đa số người dùng. Sẽ chuyển đến phần CPU. CPU ở đây là Ryzen 5 3005, 6x6 luồng. Xung nhịp của nó là khoảng 4.0 đến 4.1 tùy vào mẫu main thôi, một số mẫu main ngon thì nó hoàn toàn có thể lên được. Thì với cái mẫu CPU này, nó gần như là mẫu CPU ngon nhất của AMD mà anh em có thể mua được. Một mẫu CPU đa dụng từ 2019 đến 2020, anh em nên mua mẫu CPU này. Mình đồng ý một điều là CPU Ryzen 3 3300X nó chơi game ngon hơn được mẫu CPU này. Thế nhưng anh em nên nhớ rằng CPU Ryzen 3 3300X nó chỉ có 4 nhân thôi. 4 nhân đồng ý một điều là anh em chơi game không vấn đề gì cả. Nhưng nếu anh em làm việc hoặc là chơi những tựa game nó cần nhiều nhân hơn một chút thì mẫu CPU Ryzen 5 3500 vẫn là sự lựa chọn gì đấy nó tối ưu hơn. Và thành phần quan trọng nhất để anh em có thể chơi được game nó liên quan tới card ạ. Ở đây là GeForce GTX 1660 Super. Tuy nhiên phiên bản này tới từ Inno3D. Và đây anh em có thể nhìn thấy nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ có tông màu đen, nó sẽ không có cái tông màu trắng hay màu hồng cả. Tuy nhiên cái hiệu năng của nó là rất tốt. Nó là mẫu card đồ họa có hiệu năng trên giá thành tốt nhất của NVIDIA. Và anh em hoàn toàn có thể chơi được hầu như mọi tựa game trên độ phân giải Full HD với 2 setting, hoặc có thể là cao hơn tùy cách anh em thiết lập setting. Và đây anh em có thể nhìn thấy vỏ cây Sigmatic OMG thông thường, anh em nhìn thấy nó chỉ có kiểu màu đỏ hoặc là màu đen thôi. Thế nhưng với cái vỏ cây này nó đã có cái màu hồng và màu trắng rồi, và dòng chữ Play With Me, tức là chơi cùng em, tặng cho người yêu này. Và em đang làm gì thế, em hãy tới chơi cùng em, chơi vỏ cây chẳng hạn. Và tản nhiệt này đến từ ID Cooling, tản nhiệt màu trắng. Anh em hoàn toàn có thể mua lẻ sản phẩm này mức giá khoảng độ 600.000, nhưng bộ PC này anh em sẽ được tặng kèm tản nhiệt như thế này. Và thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để anh em có thể thấy được tất cả các linh kiện này nó kết hợp với nhau để cho ra hiệu năng như thế nào. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ test tựa game là CSGO. Hiện tại mình đang test trên độ phân giải là Full HD và Max Setting. FPS như các bạn nhìn thấy hiện tại đang chạy loanh quanh từ 180 đến 300. Đây là điều bình thường ở trên map Dirt 2 thôi. Và đây các bạn nhìn thấy đây, khi mình chưa bắn súng ấy thì FPS nó rất cao. Và kể cả mình có bắn thì FPS nó cũng chỉ loanh quanh như vậy thôi, nó cũng không khác là mấy cả. Và bạn hoàn toàn có thể stream được tựa game này nếu như các bạn mong muốn. Đấy, anh em nhìn thấy đấy, bắn nó cũng bình thường thôi. Mình bắn hơi gà, anh em thông cảm một chút nhá. Kiểu vừa bắn vừa bình luận cho anh em thì nó hơi gà một tí. Tiếp theo là tựa game Dota 2, các bạn hoàn toàn có thể nhìn được nhiệt độ này, xung nhịp các thứ của cả CPU lẫn GPU rồi. Và FPS đây, một pha combat xảy ra, FPS rất cao, thấp nhất cũng chỉ là 130 mấy, và khi không combat nó sẽ rơi vào khoảng độ 183 FPS. Bạn nào mà có màn hình kiểu 144Hz kiểu chơi là hết ý đấy. Đây, một pha combat lớn rồi,
vẫn là 133 FPS thôi. Nó vẫn FPS vẫn rất cao để có thể trải nghiệm tựa game này. Và hiện tại là mình bật max setting rồi nha. Max setting trên độ phân giải là Full HD. Chuyển sang một tựa game nặng hơn là Far Cry 5 thì bây giờ mình sẽ mở setting của Far Cry 5 lên để cho anh em có thể dễ nhìn hơn. Và đây anh em có thể nhìn thấy setting của nó, mình đã để toàn bộ setting là Ultra setting rồi. Đây tất cả là Ultra setting hết, được gọi là để theo thiết lập mặc định của game thôi. Và FPS nó sẽ khoảng độ 80 FPS rồi. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chơi cho anh em nhìn thấy. Anh em có thể nhìn được là phần CPU ấy là gần như có thể full load, bởi vì đây một tựa game tương đối nặng, nó ăn nhiều CPU vào, nó một tựa game tối ưu tốt nữa, và cả CPU và GPU nó loát tương đồng nhau. Và CPU đây anh em nhìn thấy loát được 4.0 GHz hết, FPS có thể lên được cao một chút, khoảng độ 80 FPS. Tiếp theo là tựa game Assassin's Creed Odyssey. Đây các bạn có thể thấy được FPS nó chỉ rơi vào khoảng độ 60 FPS thôi. Một phần là do cái tựa game này tối ưu phần cứng nó không ngon bằng các tựa game khác. Thì bây giờ mình sẽ mở setting của game ra để anh em có thể nhìn được. Đây, hiện tại thì setting của game hầu như mình để theo mặc định có sẵn thôi, là Very High setting. Đấy, mọi thứ đều mặc định rồi. Và bây giờ sẽ bắt đầu là chơi. Đây các bạn thể nhìn thấy thì bước vào làn khói trắng, làn sương khói bao vây thì FPS nó vẫn được hơn 60. Đấy, thì những khung cảnh mà ít đồ vật thì nó vẫn có thể được 60 FPS Very High setting. Còn nếu mà nhiều hình ảnh quá thì chắc chắn nó sẽ bị xuống dưới. Các bạn nên hạ setting xuống để cho nó tuyệt vời hơn. Và như thường lệ mình lại chết. Rồi, cuối cùng là tựa game Warzone. Hiện tại thì mình đang lao trên máy bay xuống và FPS. Đây, anh em nhìn xung quanh, FPS nó vẫn được gần 100 và ổn định ở khoảng 80 FPS. Và khi mình xuống đất thì mọi thứ nó cũng xem xêu như vậy thôi. Rồi, có địch rồi, chạy rồi. Chạy đã rồi, từ từ đã. Mình phải quay lại tựa game này mấy lần rồi để có thể cho anh em được nhìn thấy. Đây, mọi thứ bây giờ thì mình sẽ mở setting lên để cho anh em có thể nhìn được. Đây, setting hiện tại thì mình để setting như kiểu mặc định thôi. Và mọi thứ đang để ở... Đây, mọi thứ hiện tại thì để auto các thứ thôi. Mọi thứ gọi gần như có sẵn khi mở game như nào thì như thế. Mọi thứ đều ở high setting, very high setting hết. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi cho anh em, chạy loanh quanh cho anh em nhìn được FPS. Nói chung là tựa game này mình thấy tối ưu khá ổn. Một cái mình thấy nó không ổn lắm, nó chính là ăn quá nhiều RAM. Hai thanh rồi mà nó vẫn ăn khoảng hơn 13GB kìa. Đấy, anh em nhìn thấy nó hơn 13GB RAM. Và vừa rồi là phần trải nghiệm hiệu năng. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới mức giá của sản phẩm. Bộ PC màu hồng, bộ PC Queen này thì bên mình sẽ bán với mức giá là 15.999.000 đồng và sẽ được tặng kèm theo hai gói khuyến mãi. Khuyến mãi đầu tiên bao gồm một bộ quà trị giá 1.500.000 đồng, bao gồm đầu tiên đó chính là một mẫu tai nghe. Đây, mẫu tai nghe đến từ DU có mã là EH722S. Cái mẫu tai nghe này theo mình đánh giá là có chất lượng tốt, và cái thứ hai nữa nó có một màu hồng phù hợp với tông xuyệt tông luôn. Tiếp theo nữa mình sẽ đề cập tới cái mẫu bàn phím. Bàn phím thực ra vẫn đến từ DU luôn và mã của nó là EK810, dành cho bạn nào thích mua lẻ. Có tai nghe rồi, có bàn phím rồi, chúng ta phải có cả chuột nữa. Và chuột được tặng kèm ở đây là chuột Victor EM908. Cái mẫu chuột này mình dùng gần 2 năm rồi và chất lượng của nó phải nói rất tốt, mình dùng gần 2 năm mà nó chưa xảy ra vấn đề gì cả. Và cuối cùng không thể thiếu được đó chính là đây là một cái patch chuột cũng đến từ Dell luôn, patch chuột Dell Queen. Tên nó gần giống với bộ PC này. Thì đây là phần quà của gói khuyến mãi 1 dành cho anh em nào mà mua bộ PC này và lấy quà khuyến mãi. Và đương nhiên chúng mình sẽ có gói phần quà khuyến mãi số 2. Đó là những bạn không lấy bộ quà này sẽ được trừ trực tiếp 1 triệu đồng. Tức là các bạn có thể mua bộ PC này với mức giá 14.999.000 đồng. Còn lựa chọn quà như nào, đó chính là quyền của anh em thôi. Và nếu như anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.